Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Chiếc xe màn hình của mình thì một chiếc xe bản số đang đeo là 60A8-2019 này. Trước khi em review con xe này thì em cũng đồng thông qua một lời chào trân trọng và thân yêu nhất gửi tất cả các cô chú anh chị trên mọi miền tổ quốc. Chúc chú đài gia đình yêu thương của em có một ngày làm việc thật là vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc ở bên gia đình ha. Con xe này hôm nay em bán cho anh chị và chú với giá thành là 87 triệu đồng. Tên em nó là Forester, sản xuất năm 1999, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực. Dung tích xi lanh là 1.6, hệ thống là full xăng điện tử. Xe thì đồng sơn si, nội thất rất là sạch sẽ. Con xe này bên em sang tên ủy quyền các kiểu, con đại điểu cho anh chị đều được ha. Xe thì hiện tại đang đeo bản số ở Đồng Nai. Nước sơn bề ngoài thì em nó rất là sạch sẽ. Chỉ với một số tiền là 87 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Xe này thì hiệu lực đăng kiểm cứ 6 tháng một lần và em nó đang còn đăng kiểm tới ngày 28 tháng 5 năm 2023. Quý anh chị của chú nào đã từng theo dõi thì cũng đã biết con xe này em cũng đã chinh chiến từ Vĩnh Long về lại Lâm Đồng và Lâm Đồng tiến thẳng về lại Phan Rang, một cuộc hành trình đợt vừa rồi. Leo đèo Sông Pha và leo đèo Bảo Lộc thì quý anh chị của chú nào đã từng theo dõi thì anh chị biết ha. Đây, nước sơn bên ngoài thì em nó mang một lớp sơn màu trắng. Em nó không hề đẹp len keng, cũng không đẹp lộng lẫy mà không đẹp len sờ beng, nói chung là một số tiền 87 triệu đồng. Anh chị sở hữu ngay một cái form dáng anh chị thấy không? Nhìn rất là xịn sò, anh chị thấy không? Ok không? Nhìn rất là xịn sò. Đấy. Form này thích hợp cho anh chị tập chạy tập lái, che nắng, che mưa và đặc điều xịn sò hơn là dành cho mấy anh trai đi tán gái cũng khá là ngon lành. Đèn bọng rất sáng, rất đẹp, nước sơn này thì ok rồi. Và điều hơn nữa là xịn sò hơn nữa thì em nó sở hữu một dàn ghế nỉ nha anh chị nha. Đây. Rất là sạch sẽ. Chiếc xe màn hình của anh chị thấy đây, em nó sở hữu một dàn ghế này rất là ok đấy, rất đẹp nha anh chị. Tắp bi tắp lột của em nó đây à, chị thấy không? Tiêu cột trụ A trụ B của em nó vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất, thì những dấu hiệu nó chiếc xe của mình không bị cấn đụng va quẹt vô xương trọng nha anh chị nha. Thì chân đi lên đi xuống đây, xe này thì sàn bọng được bọc 6D nha quý anh chị. Tắp bi đây anh chị, bốn tắp bi này nhìn rất là đẹp, chị thấy không? Ok chưa anh chị? À, rất ngon lành cành đào ha. Xe thì đã được dán phim cách nhiệt lên về che mưa. Bốn đường lường của kính thì đã được mạ một lớp inox để lần lên cho cái xe nhìn nó cứng cáp và nó nổi bật chiếc xe của mình anh chị ha. Bốn tắp đi nãy nhìn rất là sạch sẽ anh chị ha. Đây, ok chưa anh chị? Đây. Sạch sẽ ngon lành cành đào ha. Đây. Thích hợp cho anh chị lấy và tập chạy tập lái ha. Xe này đặc biệt dung tích xi lanh là 1.6 thôi. Con xe này em dám khẳng định với anh chị luôn là chạy là 7 lít xăng trên 100 cây số. Đấy, xe này là xe hôm bữa giờ em sắp em đi công vụ là em biết ha. 7 lít xăng trên 100 cây số mà thôi. Đó. Bao anh chị luôn. Thường thường những xe này bên tụi em cũng đã bảo trì bảo dưỡng và canh chỉnh lại là đàng hoàng, ngon lành cành đào. Tại vì xe này bữa giờ em chạy em đi mấy chuyến công vụ rồi thì em biết được là cái độ tiêu hao nguyên liệu của em nó. Con này không bao giờ ngoài 8 lít nha anh chị nha. Tối đa là 7 lít. Bao anh chị luôn. Đây. Nội thất đây. Nỉ rất đẹp xịn sò. Nghe không? Trần bọng vẫn là trần nỉ luôn ha. Có cho tấm ni lông, sàn bọng sạch sẽ. Đây. Tắp bi tắp lô đèn chạy thông ok chưa? Đấy. Bên này có một cánh cửa, bên này anh chị lấy thì em làm lại cho nha. Bữa giờ công việc nó lu bu quá chưa có làm được, cái này nó bị tí xíu, nó bị nổ tí xíu sơn thôi. Này mở ra dặm lại tí xíu sơn thôi, cái này để nó không ảnh hưởng. Nói chung xe cũ thôi phải được cái này mất cái kia, nhưng mọi chức năng thì con xe này em nó hoạt động rất là ok nha anh chị. Đây anh chị thấy nè, tắp bi bên cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất anh chị thông. Rất liên lạc ha. Hợp thì chân đi lên đi xuống vậy nó đây. Bước vào hệ thống bên trong thì em nói là số sàn 5 cấp máy lạnh con xe này em bao anh chị luôn nha. Lạnh như Đà Lạt luôn, lạnh tê tái, lạnh băng giá luôn. Mặt đồng hồ rất là sáng ha. Xe có hỗ trợ một dàn nhạc giải trí nghe nhạc ha. Máy lạnh thì anh chị khỏi phải suy nghĩ rồi. À, máy nè, máy xăng, nổ rất là thì thầm, tay lái trợ lực, ha, rất nhẹ. À, kính bấm kiết đồ là ngon lành cành đào. Bốn kính chỉnh điện đang hoạt động rất là ok nha cô chú bình chị. Đây. Ngon lành chưa? Đấy. Bấm là không có gì mà suy nghĩ hết. Đây bên này nữa nè. Dạ ha. Lên xuống nhẹ nhàng. Mà mở giùm anh cái nắp bô em. Đèn còi xi nhan đầy đủ các kiểu, con là điệu ha. Gặt nắng gặt mưa, ngon lành cành đào. Đấy, không có thiếu một cái chức năng nào hết. Đó, chế độ nhanh, chế độ chậm là anh chị không? Đó, bây giờ mời anh chị theo em kiểm tra về hệ thống khoang máy của em ha. Đây. Máy móc nổ rất êm. Con xe này nếu mà anh chị đứng sát bên phải lắng tai mới nghe được tiếng máy nổ ha. Anh chị lấy thì bên em sẽ hỗ trợ vệ sinh lại máy cho. Máy bữa giờ công việc tụi em lu bu quá không có thời gian để vệ sinh máy. Máy thì nó bụi thôi chứ nó không có nhớt nha anh chị nha. Nè, khô ráo anh chị ha. Ha, không có nhớt nhau nha. Rất khô ráo ha. Đó chị ha. Máy là hơi hám là em bao anh chị luôn, không có độ hơi độ hám gì hết á. Máy là máy nổ rất êm. Hơi hám nha. Rất
đối với một số tiền chỉ có 87 triệu đồng thôi. Thì quý anh chị cô chú cũng hay con xe này, cái form dáng của em nó cũng nhìn rất là xịn sò ha, đặc biệt dành cho mấy anh trai đi tán gái là ngon lành cành đào luôn. Em nó sở hữu một cặp mâm nhìn rất là đẹp anh chị ha, ga lăng rất đẹp đó. Vỏ bánh thì cũng được coi như là 60-70%. Gầm bệ con xe này rất là cứng cáp nha anh chị. Đây, dàn gầm đây anh chị. Vậy ha. Gầm bệ rất ok. Đấy. Ngon lành cành đào vậy ha. Đấy. Với một số tiền chỉ có 87 triệu đồng thôi thì quý anh chị sở hữu ngay chiếc xe này. Đây, giờ mở cái khoang cốp cho anh chị xem luôn ha. À, với một khoang cốp này thì em nó cũng rất là rộng rãi dành cho một cuộc hành trình đi du lịch xe. Thì anh chị thấy nè, khoang cốp thì tụi em đang đựng đồ xe công vụ vậy thôi. Đó. Rất rộng rãi ha, tha hồ đựng. Đó, quý anh chị cô chú nào muốn sở hữu chiếc xe Forlaser sản xuất đời 2001 đời 99 này thì xin vui lòng alo cho em qua số điện thoại đó là 0796822220 để bên em hỗ trợ và tư vấn thêm. Và đây là lần tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình yêu thương của em có một ngày thật là vui vẻ nha.